nem chua uống rượu vang thì rất là chuất. Chuất. Nem chua này tên là gì ấy nhỉ? À không, nó có cái lá gì ở trong đấy. Lá chín ruột đấy. À, lá tầm ruột hả? Lá tầm ruột. Rất là lạ. Lần đầu tiên tôi ăn mà tôi thấy cảm thấy rất là ngon. Nó thơm, nó bùi, nó ngọt. Nó có tí chua chua. Rất ngon nha. Nem chua do người Việt làm rồi. Chỉ có Việt Nam mới có nem chua thôi mà. Việt kiều tại Pháp làm. Việt kiều tại Pháp à? Tức là trên một chuyến